gió thì rang tám mươi tuổi chăng, họ tam quy pháp ba hiểu diệu hoàng. Gió thì ngào bảy mươi bảy tuổi, gió thì ngọt diệu phước là dâm. Xa vạn dặm về đây lòng thành, cháu Minh Cường năm mươi một tuổi, Lâm Thị Phụng còn tuổi bốn ba, Hứa Hùng Cường năm mươi hai tuổi, Quỳnh Thị Liễu tuổi chẳng năm mươi, Hứa Hùng Cường pháp ba danh ni Minh Hồng, Quỳnh Thị Liễu diệu dạng chân quan, lập công bồi đức nguyên kỳ chân kinh ấn nghi tống ba gia tu hiền, chư linh ni tử gần xa tụ hội, quyết một lòng trở lại đài mây, ngưỡng trong mẹ ở tây đài thương con mẹ chân lòng này thế gian. Tây Dương màu chân kinh lưu lại để ban truyền nhân thế nghe cùng, khuyên đời tu niệm chân kinh, minh duyên huệ nhận lòng, bởi con ấy thương mến bụi hồng nên con ấy tắt mẹ rùng rùng ra đi, tưởng ra đi mãn kỳ trở lại, nào về con chẳng nghĩ đôi chẳng hoài ra đi, mẹ dặn một hai phải tránh trong gai cuộc đời, dặn con phải giữ lời sao trước bước hồng trần là nước quỷ ma, dặn con chớ khá ta bàm, dặn con khá kê cả mãi mê. Dặn con nhớ cảnh quê làm chồng, dặn con thường để bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phá
con phải giữ, phải gìn tâm thân. Dặn con biết mấy lần trân trọng, mà con đành rẻ rúng cả lời khuyên. Con đành gây cuộc khi nào phiền, con đành gây cuộc trần duyên đau lòng. Xe con ơi đành nhớ mẹ sao con, con ơi lòng mẹ hiếu hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rày con được ơn thầy cứu đồ, đem con về phải chỗ phải nơi, khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ cá giỡn chơi ích gì. Sao lãng những lời mẹ răng, này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ đôi hàng, thương con trước chiều lạc đà. Đoạn trường con ơi phần gái trai tương mới thành, cô phải biết việc làm việc giờ, cô chừa lòng bảy lữ ba lo, thầy đã sao do thầy đã chân sẵn thiết tơ đò lý chân, đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Một mà
những nghi mòn và mù xa mưa. Thấy nhiều kẻ bơ thờ hỏng héo, tướng dịu dàng yếu điệu ca thương. Tại sao thương con thầy Phế Ngọc Kinh, trước con khỏi chốn quả khanh đem về. Con ca chớ bỏ bê lúc rảnh thường tâm y tâm y lãng sao. Chưa rõ thiệt hơn đã dự mấy.
sự tu. Yeah.
phải khuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phần đời. Nếu con sai lạc tất nơi, linh hồn phải dướng chạy trời làm sao. Giống đờn là giống hải hơn hồn linh. Con muốn rõ công trình tập luyện, tập ba luyện rằng cổ qua chuyện phải thông. Muốn cho cổ chuyện được rành, gần thầy mới rõ truyền công thế gian. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Mẹ khuyên bỏ tâm lỡ hình, mẹ khuyên bỏ tâm chống cần chị em. Tâm cần chống y ráng kiềm cho dứt, nó làm cho đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sống.
ngày mới tu. Trẻ mến đạo thầy mù khó dắt, trẻ ham đòi thì mắt tay phàm. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường Nam Bắc, Bắc Nam ai làm. Muốn tìm đạo gặp thầy mới sống, muốn tìm thầy chớ có dòng tâm. Con ơi đạo lý cao thâm, làm sai một mãi hại thầm biết bao. Lòng thương xót ta đồng bào chớ nề, một rung nhau của mẹ mà ra. Đông Tây Nam Bắc gần xa, dẫu cho khác giống cùng là tình thâm. Kẻ rù quên gây mầm sâu xé, lập phái phe chia rẽ thịt xương. Lời ngon tiếng ngọt như đường, nếu con nhẹ dạ mắt lường uổng quang. Con phải đến đi đạo tràng chân lý, mới không còn có quỷ nơi tâm. Sáng suốt thầy con là con ruột của trời, con trời đâu có cãi lời, con trời đâu có tiếng đời nhạo khinh. Khuya nhìn tôi tự mình con xét, con xét con biết lấy con. Con ơi tánh đi đức cho tròn, đừng ham vẫn thói bon chôn nhọn nhàng. Chị em cùng một đoàn thua xúc, giờ rành rang phải học mới nên. Học thì chỉ phải cho bền, học bền mới có tuổi tên với người. Khi đi khi đứng cười nói.
phần công quả. Công quả bòn chớ kha từ nan, muốn thông công quả rõ ràng, công càng bền dân quả càng lớn lao. Công đức được dày trao chói ràng, công nghiệp chàng rọi bản ngọc kinh, sao cho công dân như thành, sao cho quả được cái trổ nhành đơm hoa. Phần nhi nữ ngọc ngà thân thể, công quả cho rằng mà rẽ đường sai, trong y cao phước kỳ mới được dài, trong dài đức mới dần tài núi sông. Muốn được đi quả phải trồng nên quả, quả muốn y trồng giống y là chân ương. Con ơi phần gái đoạn trường, đoạn trường càng phải tìm đường cho nên. Mẹ đã dạy công bền mới được, công dạy công được phước mới bền. Học hành công khó mới nên, biết lời phải dướng vào nền tớ tôi. Mẹ đã dạy dung bồi công quả, con phải rằm công cả của con. Con nào công nấy vuông tròn, công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng biết nữ nhi phận gái, mẹ sao phận dạy có người. Con ơi công chớ biến lười, con ơi mẹ đã ráo lời khúc nói. Con phải biết ta luân hồi nên sợ, luân hồi làm nên nở vô minh. Muốn cho công được viên thành thì con khá ráng học hành cho thông. Kẻ dối trá cuồng ngôn khả ô, mà làm tuồng giải dỗ tròn vuông. Các con là gái khuê môn, các con đâu rõ vuông tròn là chi. Các con hãy
sao. Con ơi thiên dòng nàng đào, đừng trong bắt cỡ đầu nam tàu phú huy. Muốn cô huy chẳng chi là nữa, con khá lo tự sửa lấy mình. Sửa mình cho được tiền trình dễ dàng. Nói đến con trăm mi đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đờm tuôn. Thấy con xa khôi là tạo mà dương lạc này.
tên là Cầm Quê Nhà. Rành rang cai kiếp và phù hoa, lặng tâm em tâm mới là gọi con. Mẹ vì con lời mòn đôi đoạn, mẹ vì con lời cạn mấy phen. Công dư kết đi bạn với sen, công dư đâu để làm quen với bèo. Chừa cái tâm tự kiêu tự đắc, mới có ngày gần Phật gần trời. Trời tuy lòng lòng dơi dơi, nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây. Con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già, mẹ nhìn con hả hớn lòng. Phòng đến đài kim thiết nghiệp cùng chị em, lời tâm quyết mẹ đêm tường tận, khuyên con thơ an phận tu hành. Muốn cho gọi được thì mau cải giữ mới rành chân tu. Đừng phân biệt trí ngũ thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phạm tâm mà khi mà làm. Mẹ căn dặn tu tâm cho lắm, tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong. Tánh tâm tuy cùng nơi lòng, mẹ còn lo ngại con không rõ đàng. Lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh đi tâm trong sạch đi là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỹ đặng nghe mà làm. Đời hiểm nham bơ kẹn,
gặp thiện duyên ráng tập ấy mà làm thầy nhất đức nhất tâm nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền thầy đã dạy mời khuyên ráng giờ lại lắm khi nhắc nhở trăm điều khuyên con tâm huệ ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu bề cứ sự sòng nâu đạm bạc chớ kêu đòi đài các trăm anh để gọi gái lành trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài mẹ dạy con chẳng nài lao khổ tâm phàm khuyên ráng y bỏ ráng trường ráng đem lại tánh trời xưa ngọc kinh xóm y bước cây chờ trưa về chầu đuốc chân ly lào lào thầy rồi nơi trung ương đặng gọi các con bọn vàng sông lệ nên bọn tìm châu tìm ngọc nón con đến tìm cây mát mẹ có chim khôn đầu kẻ hiền lành nói dấu từ bi nòn vàng bán ngọc con biết ta lo săn sóc ngày đêm ân cần mật thước đừng sai thì con sẽ được dày đầy ơn trên sắp nhà cải hành đố ngươi về lập thử tháng sau sẽ đến trước trình ta thế miền là chỗ đau phiền thiện khai đất cơ đạo ngọc giữa
đừng mê quân hạ sai lầm tình đi đặng có kiếm tầm đà sống niệm ngà ai dâng
tàn lạnh lẽo chi bạn muốn về địa vị để tên ráng làm trần mê là chỗ luân trầm sang tu trở lại lầu lam bể sông lòng mê chi chỗ bụi hồng phủ lời bà mẹ thiên sòng phân quang Mm-hmm.